Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình e-shop có tên là Fuwa. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình đã start chatbot rồi bạn. Rồi bạn click share để đi tiếp nha bạn. TMAMAMI8. Rồi các bạn mở ra luôn, xài ZMCWA Support. Rồi mình sẽ get được 5 triệu token Wuba nha bạn. Bấm join này gấp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Kênh group nè. Join kênh seller nè. Rồi sau khi join vào thì các bạn mình đã chọn được vào group rồi. Tiếp tục follow Twitter nè. Rồi trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ nhắn như Twitter tăng dạy các bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên trên phòng nè. Đấy, tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn theo dõi nha bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên. Các bạn bắt đắp trang nha bạn. G-I-U-G. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi bạn bấm submit detail nè các bạn. Rồi nó không có cho nên giúp kênh seller không thì các bạn bấm done nha các bạn. Sau đó các bạn submit link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cụm, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba cánh cụm, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Bạn gửi cho bot nè. Nó hỏi có bot quýt từ quýt tan ba người bạn không thì tiếp tục các bạn gửi đường link Instagram và profile mình nè các bạn. Thì các bạn nhập vào Instagram mình nè. Các bạn thông cảm các bạn, máy mình chạy hơi yếu. Rồi trên Instagram thì bạn nhập mũi tên nè. Rồi bạn nhập vào ảnh avatar của mình nè. Avatar với cùng bên cùng nè. Rồi nhập vào ba cái bạn cùng nè. Các bạn sao chép liên kết nữa mà. Rồi gọi là cho bot nè. Đúng ta, đúng rồi. Sau đó các bạn gọi địa chỉ với BNB sẽ mang trên BET20 trên dưới chocolate nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên dưới Safiban MetaMask. Miễn địa chỉ với là được các bạn, không cần. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh group nữa nè. Xong thì bấm Don Ahel Sonnet. Tiếp tục hỏi tweet chứ không bấm Z nè. Tiếp tục bấm vào status cập nhật tài khoản mà nha bạn. Ok, mình đã nhận được 5 triệu token Wuba nè. Các bạn gì lên ghép chia sẻ cho bè những thằng mới kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đây đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.